Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, do được quý nhân tương trợ nên trong tháng 10, đường tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều phát triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của người tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Năm 2022 Nhâm Dần do có lưu niên Tấu Thư nên những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được sự minh mẫn trong những quyết định của mình, có khả năng tiếp thu nhạy bén với những tác động xung quanh, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt trên con đường tài lộc của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022 trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Thìn tháng này đường công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi Thìn tháng này buôn may bán đắt là một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu gia chủ tuổi Thìn đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận đề phòng trước những chuyện rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Thìn sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời gian này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn do mới đầu năm, khối lượng công việc ít. Vì vậy bạn cần quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu trong những việc thực sự cần thiết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân Tý Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người tuổi Thìn trong tháng này không thật sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển áp lực càng nhiều, chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần đặt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Thời gian này, gia chủ cũng cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị. Khi có dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt là cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý gia chủ tuổi Thìn khá tốt. Tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình, có thêm người thêm của. Những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp, con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã, xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông, như vậy mới có thể tiến xa hơn được.
Đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi của tường tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình đưa ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý, có điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện, kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín của cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thần Sa Cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thìn tháng này khá là ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm, miễn là bạn có thể chịu áp lực. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Mậu Thìn tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bẫy cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Mậu Thìn phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại với xe cộ, rất dễ xảy ra tai nạn. Chuyện tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi nếu bạn tiến tới hôn nhân. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng này với tuổi Bính Thìn, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm xa đạo ăn vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu nên chưa thực hiện được các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Thìn cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Nhâm Thìn 1952 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két nhưng vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc phục, xung tị, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Với những người tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 10, tức ngày 5 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 10, tức ngày 17 tháng 11 âm. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 10, tức ngày 17 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 10, tức ngày 4 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 10, tức ngày 16 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cậu ngày tháng năm sinh, cậu số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 10 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.